Thái Lan. Tới liền. Ai vậy? Mạnh giỏi chứ? Mình khỏe. Nè, hành lý để ở trong rồi, tối nay vô ngủ nha. Còn anh? Tôi thiếu gì chỗ ngủ. Còn nhớ tấm hình này không? Cả đám người, kẻ thì chết, kẻ thì ở tù, kẻ thì nghiện ma túy. Chỉ còn anh vẫn đẹp trai như thường. Anh cũng đâu có tệ cô hồn như xưa ha. Chút đỉnh thôi. 6 năm rồi hả? Ở lại Thái Lan 6 năm. Anh Khang, cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh thì dễ gì mà về được. Đừng có vậy mà nói chuyện gì đâu không à. Không nhờ anh á, tôi đã chết từ đời nào rồi. Quay lại nói gì đây, cặn. À được. Sẵn đây mới nói ha. Quán cà phê Cửu Long này tại sao phải đặt tên là cà phê Cửu Long? Cửu Dương Long đóng tiền khai trương hả? À, anh ở lại đây là chuyện đương nhiên rồi. Đừng có nói chuyện tào lao nữa, cạn đi. Anh Khang, chuyên gia của tôi. Cảm ơn anh. Nè nè nè,
mình là anh em, hiểu nhau mà. Nè, kêu em trở về, không sợ tôi nói tới kiếm anh hay sao chứ hả? Tôi đã về thì tôi không ngán đâu. Cái gì gọi là nghĩa khí, xã đoàn chưa có nói với anh. Có chuyện gì á thì tự gánh lấy, đánh chết thì bỏ. Đại ca, thằng Long đi, lãnh đủ rồi, thằng Phi và thằng Lại đã chết. Ok Long, cho ta biết bây giờ mày ở đâu, ta cho người ta rước mày, đừng có đi đâu nha. Anh là anh Phát hả? Mày nghe tên của tao hay sao? Có tiếng thì sao chứ hả? Sáng mai tao chịu hình rồi. Tiền và quyền lực tao có thiếu gì? Tao tưởng là tao không còn sợ gì nữa. Nhưng mà sáng ngày mai tao thật là không dám bước lên hình đài. Nếu mà cho tao lựa chọn một lần, tao không dám làm chuyện có lỗi nữa đâu. Đi, ra ngoài đi, ra ngoài, mau lên, đi, đi, ra ngoài, đi, 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 ra ngoài, đi, đi. Tao giúp cho. Anh Long, anh chịu bỏ hết thì đỡ rồi. Còn làm được gì nữa? Nè, chúc quán cà phê cổ Long của mình khách đông như kiến. Quan trọng nhất là được an hưởng tuổi già. Anh Long, cần gì phải sớm vậy? Không sớm làm sao được, cuộc đời còn lại nhờ nó đó. Chào anh Khang. Để tôi giới thiệu hả? Anh Long, bạn của tôi đó. Chào anh Long. Xin chào anh Long. Chào Long. Còn nhớ tôi không? Chào anh Long. Chào anh Long. Chào anh Long. Chào anh Long. Dạ, làm việc đi, làm việc đi. Làm việc đi, chào anh Long. Làm việc đi. Anh thiệt là khác hẳn đó. Hả? Khác hẳn? Ngày xưa muốn nghe anh nói một câu chiếu cố, còn lâu. Ăn đi, ngon lắm, ăn đi. Xin lỗi, ăn gì? Bánh mì bơ làm ơn. Bánh mì bơ cho hai ổ. Không thành vấn đề. Bốn cô à, ăn gì đây? Quà mới làm hả? Đúng vậy. Đẹp trai cho phần điểm tâm A, một ly nóng đút lưỡi. Nghĩa là gì đây? Bốn phần điểm tâm A, một ly nóng đút lưỡi. Bốn phần điểm tâm A không thành vấn đề. Coi nó kìa, phần trên nó cũng đẹp trai, phần dưới thì uổng quá đi, đi trời nhất. Đâu có phải cũng đẹp trai lắm chứ. Qua đây ngồi nè. Kiếm gì đổ vô đi. Chào chào. Xin chào. Chào cái cô ca. Sao cũng vậy. Ăn gì? Điểm tâm. Cô ca. Tôi cũng vậy. Mau lên. Bi, coi kìa. Mấy con nhỏ đó coi cũng được chứ. Đúng vậy, đẹp quá trời, người đang bắt hồng thả quá hả em à. Giỡn cái chân cao cho coi. Vợ cháy, chúng mày tính không? Giỡn cái chân coi. Đẹp bắt đây, bắt nào. Làm gì? Cầm hết rồi sao? Chờ hỏi đi. Cửa văn Long đại ca. Anh Long mà nghe được tin của anh á, em lập tức qua đây. Đúng anh lãnh đủ ở Thái Lan, anh Quả Sơn kêu em qua giúp, em lập tức qua liền. Nhưng mà em vào trước, nếu anh về làm trở về nguyên quán. Nguyên quán chỗ nào? Làm bồi hả? Muốn làm không? Anh Long mà đừng có chơi em mà. Thì sao hắn là của Dương Long? Sao hồi nãy mày chơi anh đi cành nhớt? Em thì muốn theo anh đó. Đừng có giỡn chơi. Không phải đâu em. Cho nó bộ đồ đi. Nếu không thì đi.
Về em đi. Anh Tóc Dài. Dạ. Phải, quên mất chuyện này. Là phiền anh, cái đám màu cam, màu xanh, màu vàng lên hết giùm tôi đi. Cảm ơn. Vậy nghe rõ anh Long. Màu xanh, màu cam, màu vàng, tất cả ra ngoài. Đi. Đúng rồi, đi. Đúng rồi, đi. Đi. Đâu quanh tôi bay nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Khách quen mà. Phải. Ngồi xuống, gọi Diễu đi. Anh Long, tụi em thì là muốn theo anh lắm đó. Tôi đã nói không chơi nữa. Vậy thôi tụi em đi về nha. Anh Long, nếu có chuyện gì kêu tụi em. Em về nhanh Long. Về nhanh Long, xin phép anh Khang. Đợt này là đợt thứ tư tôi kiếm ảnh rồi. Tao nhớ mặt bọn họ là ban hoàng tử tham ứng. Gì hả? Ê, Long, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ê, sao hai đứa bay còn chưa về? Thì đi về đi, nếu không tính tiền thêm giờ đó. Đi mau đi, đi về đi. Tối rồi đi về đi. Bye bye. Làm đi mà. Đi về đi. Bye bye. Chê. Tụi nó đóng đồ ở đây, quen rồi. Vậy hả? Nè nè, còn chưa tới giờ mà sao đóng cửa vậy? Không phải đâu, qua 20 giờ rồi. Cô nè, còn thiếu một phút nữa. Người đẹp là cô hả? Ngày nào cũng tới trễ, mai tới sớm nha. Tôi vô kết sổ hả? Ok, mai tới sớm nha. Chuyện gì? Nếu không phải tại anh, tôi đã vô kịp rồi. Sao hả? Ê cô hai. Gì? Làm đất đồ kìa. Rồi sao? Cô làm đất tặng thuốc trước cửa tôi kìa. Chào anh đó. Cảm ơn đi. Quay. Bye bye. Đi mà đi. 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 Anh Khang, anh thấy lứa tuổi bây giờ như thế nào? Cường nằm đường, Hồng Ma Cao. Là bọn nào đây? Cường nằm đường là thằng nhóc con thôi. Còn Hồng Ma Cao mấy năm nay cũng có tiếng đó, nhưng tôi chưa gặp con nhỏ này. Tụi mình đã không đếm xỉa chuyện giang hồ nữa. Ê, hôi mùi hành quá hả? Làm gì đây? Đương nhiên là ngon rồi. Đuôi gà hành tây Mã Lai trộn với hủ tiếu, còn nữa là mì thịt bò cà chua ở bên Đài Loan đó. Anh chưa biết đâu. Học ở Thái Lan hả? Ông già của tôi dạy. Ba của tôi, đám tang của ổng đàng hoàng lắm phải không? Cảm ơn. Mày cút đi. Mày gia nhập xã hội đen, tối ngày chỉ biết đánh lộn. Mày cứ gây chuyện hoài, đừng có về đây nữa. Mày cút mau đi. Đi đi. Chuyện lung tung gì chứ? Có chuyện gì cũng lạnh hết, không dư sức sao? Dư sức? Mày dư sức à? Mày gặp chuyện gì cũng nhờ bạn bè của mày giúp đỡ mày thôi. Cũng nhờ tao giúp đỡ cho mày. Mày ganh ghét đâu có nổi. Mày cút đi. Anh em cũng nhờ của nó mà, còn không dư sức sao? Quay. Ông biết cái mẹ gì chứ? Xa trời, bác sĩ nói chỉ có thể sống thêm 2 tuần là cùng. Bà thấy cũng không thể nào về Hồng Kông để gặp ba lần cuối nữa. Nhưng mà bà muốn cho con biết, bà đã tha thứ cho con. Dù sao đi nữa, bà cũng là ba của con. Còn nữa, bà biết con sẽ có một ngày quay trở về với ba của con. Hành tây cay lắm hả? Không liên quan tới hành tây. Tôi hỏi hơn thiệt. Thiệt đó. Anh quả sư. Thế nào? Vậy với thằng Long hả? Không có giúp tao nữa. Là bởi vì anh Long bị chẹt, em mới qua giúp cho anh thôi. Đằng nào hai cũng là anh em đồng môn mà. Em đã vào trước nếu như anh trở về. Tao biết nó về phất cờ rồi sao? Vậy thì chưa. Người ta chưa có phất cờ, mày quan hô la lối làm gì? Muốn theo nó ăn cơm tạch tạch hả? Yên tâm đi. Nè, tao sẽ bàn với thằng Long. Từ từ đi. Phải lựa chọn cho khéo. Thank you.
Ê, vô đây ăn đi nè. Này nè, Long à. Này nha em nè. Hello anh Long. Hết điều này đến nước kia ha, bớt đi. Dạ anh Long. Nước đá cho anh. Nè Long. Hai. Sao gì mà không báo vậy? Cũng mà là tao bắt tin nhanh thôi. Thế nào, không sao chứ? Đi cần nhắc bị gì vậy? Không gì. Ủa gì hả? Tôi đẩy. Đã què rồi còn làm được gì nữa? Phất cờ làm gì? Biểu đàn em của tao theo mày. Tôi chưa bao giờ nói. Vậy được. Què rồi đừng có đi lạng vãng nha. Người nói tối nay ở Phú Ký đãi tiệc rửa bụi cho mày, mày có tới không? Thôi đừng nghe, có anh được rồi. À phải, nói giùm bố giùm tôi, chuyện giang hồ không liên quan tới tôi. Không biết mày về làm gì nữa. Ở Thái Lan không sướng sao? Hay là gì? Ra ngoài vô trồng rau nuôi heo đi, sống trọn nửa đời còn lại của mày. À, chuyện gì mà anh cũng nghĩ ra được. Nhưng mà tôi muốn nói cho anh biết, tôi chỉ muốn làm một hầu bàn đàng hoàng thôi. Tôi không thiếu của bất cứ ai. Chỉ xã đoàn thiếu của chúng tôi thôi. Chúng tôi không có thiếu của xã đoàn. Mày nói vậy được rồi, tao biết là mày không nuốt lời. Tao thích nhất là con người thẳng thắn. Mày được mà, cố gắng nha, hướng thượng. Ừ, nhớ mà. Cảm ơn. Từ từ nha, từ từ nha. Mặt nhìn anh Long cũng không gọi. Nó nghĩ ngày xưa ai nâng đỡ nó vậy hả? Xin hỏi muốn ăn gì? Thịt bò cà chua ngon gì lắm đó. Điệt, nhưng mà bỏ thêm cà chua, thêm thịt bò, thêm mì, bỏ thêm canh. Vậy tức là hai phần chứ gì em nhỏ? Đương nhiên không phải, chỉ là một chén hơi đầy thôi. Vậy có khác gì đi? 20 lần anh chia làm hai lần để làm phải không? Cái gì? Cà chén cá dịch. Wow. Ý, anh là Cửu Văn Long hả anh Long? Phải, có gì chỉ vậy? Anh họ Cửu, ta là Cửu Văn Long. Ngày xưa khu dầu chiếm với quyền của anh có thớ lắm đó. Cô chưa gọi đâu anh hả? Muốn gọi hay không? À đúng rồi. Cho tôi ly trà sữa đáy đường, cho thêm một dĩa cơm chiên cà ri thịt bò nữa. Gọi thêm món gì nữa đi? Sủi cảo cải xanh, còn nữa cải luộc. Cảm ơn nha, cảm ơn ha. Ăn quỷ vậy nha. Ngoan nhờ nghe chưa? Mua lô tô chưa? Lô tô hôm nay 80 mấy triệu đó. Mua luôn giùm cho anh nha. Thôi đừng có phần của tôi. Không mua hả? Coi chừng thằng nhỏ giùm tôi nha. Mua xong tôi trả lại ngay. Cảm ơn ha. Phải ngoan đó nha, có biết không? Anh cà chén cho em thêm một chai coca. Ủa, anh Quá Sơn nói anh gia thương nha. Nằm nhỏ đây, chào anh nha. Phải không? Được. Xin chào. Chào. Mời vô trong. Chào. Nó nói nó không tới. Nó nói làm nghề đàng hoàng. Không biết là có phải nể mặt ông hay không? Nó có phải đang giận cái vụ Thái Lan không đi? Dưỡng trời, dưỡng cái gì? Đâu có chuyện lợi ích cá nhân. Đương nhiên lợi ích của xã đoàn là trên hết mà. Nó không lệnh, không lẽ mình lệnh hết sao? Mai nhà Nam Sơn biểu thằng Long với thằng Thái Lan. Nếu không tiền bạc đâu có vào trong tay của mình. Đặt nó lên bàn thờ, cũng vì lợi ích của xã đoàn thôi, phải không? Quỳ, có cần gọi nó ra không đây? Đằng nào nó cũng là nhân tài. Nam Sơn khu dầu chìm nó coi tốt lắm mà. Nhân tài cái gì? Đã tàn tật rồi, cứ cho nó chết mòn đi. Tóm lại, biển nó đừng có gây chuyện nữa. Đừng trách kẻ làm lớn không có nể mặt nó. Tặng đi. Nè ông bố, đừng có giận nha. Nè, càng. Mấy bài nó đóng cửa rồi kìa. Về nhà đi, mau lên. Đêm nào cũng vậy hết. Ngủ ngon nha. Bye bye Long. Bye bye. Quay. Làm sao bây giờ? Má của em á, lo cờ bạc mua lô tô quên về rồi. Ba, cái này ngủ đâu? Em nói gì vậy? Ba. Biết má em ở đâu không? Thằng nhỏ này lành nghề lắm đó.
gọi giùm cô Bonnie làm ơn. Ai vậy? Tôi là thằng Long quán cà phê Cửu Long. Cô lo cờ bạc đem con bỏ chợ hả? Cái gì con tôi chứ, là con của Helen và anh đó. Tôi đang chạy trốn, anh tự lo liệu đi. Còn nữa, thằng con của anh muốn gặp anh lắm. Hả? Vậy đi nha. Ok. Quay quay, cô nói gì? Cô nói cô chạy trốn. Thiệt không? Cậu nói là con của tôi. Em nhỏ, má em tên gì vậy? Helen. Còn ba em? Tưởng danh Lâm. Em tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Phan Thị Lâm 8 tuổi. Như vậy hồi tối đêm qua em ngủ ở đâu? Thì nằm chỗ đêm qua đó. Hôm trước thì là chỗ hơn chứ. Hỏi xong chưa, phiền quá. Cho anh biết má em ở đâu đi, vậy thì không hỏi nữa. Em đã không gặp bé lâu lắm rồi. Em phải đi tắm, em phải đi ngủ nữa. Nếu không thắc mai sẽ đi học trễ. Ok, phòng tắm bên kia. Anh nhớ Helen lại không? Helen đó, Phan Diễm Hồng. Ờ, nhớ rồi. Còn Bonnie nói cái thằng nhỏ này á là con của tôi và Helen. Sau cái ngày xảy ra chuyện ở Thái Lan, tôi thấy con Helen nó mang bầu. Nó còn đòi qua Thái Lan để kiếm anh nữa đó. Tính kỹ lại cũng đúng ngày lắm. Bây giờ làm sao? Hả? Không lẽ bỏ nó ra ngoài đường sao? Cứ cho nó ở đèn đêm đi. Tối thiểu chờ kiếm đường mát của nó. Wow, nếu như con đứa con lớn như vậy cũng sướng chứ hả? Con đi ngủ nha. Sáng mai làm chị mua giùm con hai bộ đồ mới. Tiện tay tắt đèn giùm con, ngủ ngon. Cái thằng nhỏ này, nó giống anh như đúc vậy đó. Chị Hồng. Cho em nè. Cảm ơn chị Hồng. Chị của em thôi. Nè, bọn đi kiếm chị mấy lần rồi, có cần liên lạc nó không? Làm ơn tiện à, mình đều là chị em, sao nó không muốn làm thân vậy? Ê, chị ở đâu? Không có Hồng Kông à? Dạy của chừng thằng Long giùm tôi. Tiền tôi đưa đi chăm sóc thằng Long chứ không phải cờ bạc đâu. Tôi cho chị biết, được hành hạ nữa nhờ. Chị Hồng, em đâu có dám. Mặc dù ông Hoàng bạn trai của chị không có ưa nó, em cũng phải coi chừng giùm chị mà. Em đã sắp xếp cho nó đàng hoàng rồi. Chị Hồng, cho em mượn thêm 300 ngàn, chị giúp em đi. Tôi đã giúp chị nhiều lần rồi. Chị Hồng, em cho chị hai tên trao đổi nha. Nói đi. Tên đầu tiên là anh Long đã được phóng thích ở Thái Lan, hiện đang ở Hồng Kông. Nói tiếp đi. Tên thứ hai là anh Long hiện ở đường Thượng Hải quán cà phê Cửu Long. Em vẫn còn của chị để chỗ ảnh. Em tìm không thấy chị đó mà. Chị Hồng, chị sẽ chuyển vào trường mục của em phải không? Chị Hồng. Chị Hồng. Tôi nói sao làm gì vậy? Cảm ơn chị Hồng. Cô Giang Lộc đã về. Dạ phải, họ đồn dữ lắm. Anh Tư, chở tôi về. Dạ chị Hồng. Đừng có tưởng bọn Đài Loan dễ ăn hiếp nha. Vậy thì đỡ. Cảm ơn anh thông cảm cho tôi. Ê, sao khuya vậy? Trời mang khuya đó. Máy bay bị trễ. Nè, ăn đi. Đáng lẽ tối nay anh phải ăn cơm với bọn Hồng Kông. Tiếc làm chưa vậy? Anh đi cũng được chị. Em đi tắm. Long, mày dẫn người qua Thái Lan đi. Nhưng mà đừng có thủ tiêu nó. Thằng này thiếu có xa đoàn nhiều lắm. Mau ra nó được rồi cho tao biết. Phải cẩn thận đó nha. Thằng cha này ở Thái Lan cũng có thớ lắm.
Thằng Lạc, Thao Phi, về tôi xếp. Dạ, anh Long. Anh Long à, anh Long, với còn em. Mày cứ vợ đó mà, không cần lo sao. Còn em. Làm để phụ đi. À phải, chưa có tin vài ngày đi Thái Lan nha. Đi Thái Lan? Làm gì? Làm gì? Em cũng đi. Đừng có giỡn làm gì đó mà, tránh ra đi. Không chịu, không cho em đi, ai chăm sóc cho anh đây? Ngồi xuống. Em đem theo cái này. Ok, tôi xếp đi. Bà chạy đến đằng nhớ nha. Điểm tâm đặc biệt đây. Cảm ơn anh cà chén. Quay, lại kêu ta là cà chớn kìa. Hơi thiệt tình. Anh đúng là cà chớn mà. Cà chớn. Anh Long, tôi phải đưa thằng nhỏ đi học. Sáng nay nhờ mấy anh nha. Anh Long à, anh có cần đi khám máu hay là DNA gì không? Chứ, nào không đi. Cần anh Long. Dùng phương pháp truyền thống đi. Vậy thì được rồi. Đồ điên. Quay ăn nói rồi chưa? Anh đưa em đi học nha. Nè, đây là số phone. Có chuyện gì thì gọi về cầu cứu. Đưa con một lần con nhớ đường về ngay. Cứ cầm đi. Nghe trái. Chưa Long à, em có biết làm như vậy không? Coi bộ em không biết đâu. Ba điên điên không không. Tôi điên điên khùng khùng. Bình thường ai đưa đi học vậy? Con tự đi. Má em đâu? Không biết. Bà không cần con cũng không cần bà. Chờ tôi với, cảm ơn. Cảm ơn. Phan Thiệu Long, mau lên lớp đi, mau. Tính đi đâu vậy? Đi thăm con. Thăm con mà mặt đẹp gì à? Vài hôm nữa là sinh nhật của nó. Bye bye. Công Thông à, tất nhiên rồi, cố tình bỏ thằng nhỏ đâu có thèm nghe phone của anh. Thích con nít như vậy, chăm sóc nó trước đi. Ba, con về rồi. Con lên lại làm bài. Xuyên hơn anh và tôi đó. Giống tôi đúng hơn. Ngoan quá, biết làm bài hả? Dạ phải ba. Đói bụng chưa? Đói rồi. Muốn ăn gì? Nhiều cà chua với nhiều thịt bò. Tức là hai tô chứ gì? Hello, sao hôm nay sớm vậy? Qua hai đứa bây nhờ. Người ta vừa mới tan học thôi, có cần gọi gấp vậy không? Cần chứ sao không? Có chuyện gì? Tối nay con Lisa nó đãi ăn cơm. Ăn xong rồi đi nhảy đầm. Sao hả? Mau đi về thay áo đi. Thay áo? Thay cho đã nha. Ê, đưa đi thuốc coi. Qua wow. Trời còn chưa tối, chưa chị đã nghiện thuốc rồi. Hút thuốc không cần phải chờ trời tối chứ. Tặng thuốc tôi cho anh đâu rồi? Đem bỏ rồi. Sao kỳ vậy? Quà gặp gỡ tặng cho anh mà anh đem bỏ. Ăn gì đi cô hai? Cái này đi. Nghe nói nấu phải không? Biết ăn đó nha.
mày lâu rồi hả? Đương nhiên. Nè, mày chờ mày lâu lắm rồi đó. Cái gì đây? Chào anh, có gì ở đây cho Long nha. Không có lấy 10 đồng bạc cát chứ? Đâu có. Ngày nào cũng mất mấy cái đó. Không phải là anh em đâu. Không có đâu, họ theo tôi lâu rồi mà. Bạc cát không sao, tiền chẳng có bị mất không? Không. Ngon thiệt. Hết giờ rồi đi chung đi. Ok, mày đi. Trễ nhất là mày mau tính tiền. Được rồi, tao trả. Anh Khang tính tiền. 80 đồng làm ơn. 80 hả? Tặng cho anh nè. Nè, đừng có bỏ nha. Nhớ đó, bye bye. Biểu đừng có bỏ đó. Bên ngoài dơ quá, phải thâu tiền vệ sinh. Chúng tôi quét dọn được rồi, thông cảm nha. Thu tiền bảo hộ đó. Nè, ngoài cửa dơ lắm, thâu tiền vệ sinh. Chúng tôi quét dọn được rồi, nhà vệ sinh hả? Là thu tiền bảo hộ. Ồ, thâu tiền bảo hộ hả? Coi cái này nè. Bây giờ lại 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 chạy đi. Hả? Tưởng tao là ăn mày à? Mày đó nhà ngó gì? Lấy ra hết đi muốn ăn đòn sao? Đủ chưa? Chị Hồng, tụi bây là... Xin lỗi chị Hồng, tụi em đi. Anh đi vậy hả? Ừ. Ngồi đi. Uống gì? Anh quên em thích uống cà phê đá hay sao? Được, anh đi lấy. Cà phê đá làm ơn. Em xem đứa con cho anh hả? Sao chúng của anh bị như vậy? Xem không chăm sóc cho nó. Ngày xưa anh hùng lắm mà. Người ta chơi anh có còn trả đũa. Nếu là trước kia anh đã cho họ biết mặt rồi. Anh chỉ muốn biết em muốn đem nó về hay để nó ở lại đây. Có phải muốn cho em biết anh sợ là cái quán này suốt đời hay không? Anh đã phất cờ đi. Em giúp anh. Anh không cần em giúp. Bây giờ anh cảm thấy an nhàn lắm. Anh chỉ muốn biết em muốn bỏ đứa con phải không? Không sao, anh có trách nhiệm. Em không hiểu tại sao tới nông nỗi này. Em không cần biết phải dùng phương pháp gì, anh phải trở lại như xưa. Em vậy hả? Lên thăm thằng con đi, nó ở trên lầu.
Thái Lan. Tới quán cà phê Cửu Long thâu tiền, thằng què đã bất lực lắm. Em cầm ly nước đổ trên đầu nó đổ xuống, nó không có dám làm gì em. Sợ té đáy luôn, mai nhờ chị Hồng tới, còn chơi dài dài. Tránh ly nước cũng tránh không kịp, còn đòi cấm cửa. Anh Hùng, tụi em bắt được Trinh, nghe nói anh đánh quyền giỏi lắm. Đương nhiên người ta đá một cú là chết mấy thằng đó. Hủ tiếu đùi gà món chức danh hôm nay, ăn đi đừng có nhiều chuyện. Anh Long, điện thoại. À, cô đàn bà đó. Alo. Tôi là cô Mông, chủ nhiệm lớp Phan Thiệu Long. Xin hỏi ông có phải là gia trưởng của Phan Thiệu Long không? Phải. Tôi muốn thông báo cho ông biết Phan Thiệu Long đánh lộn trong trường, đã phạm luật trường nghiêm trọng. Tôi muốn gặp ông trước khi ghi lỗi của nó. Để tôi tới ngay. Bye bye. Anh Long, đi đâu vậy? Xách đồ nghề. Xách đồ nghề. Chào cô, tôi là ba của Phan Thiệu Long. Tên là Giang Lạc Ngôn. Cô kiếm tôi có chuyện gì? Anh là gia trưởng của Phan Thiệu Long. Trong danh sách học bạ của nó rõ ràng là không có cha. Tại nó theo họ mẹ. Biết rồi. Cô kiếm tôi có chuyện gì? Không, hôm nay nó đánh lộn với người ta trong trường. Theo hai bạn học cho biết, thấy nó đánh người ta. Tôi đã hỏi nó lại không giải thích. Bây giờ tôi quyết định ghi lỗi của nó. Phải ghi lỗi sao? Nhưng tôi sợ nếu ghi lỗi của nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của nó. Cho nó cơ hội được không? Đương nhiên là không được. Tụi nó còn nhỏ đã học đánh lộn, hành vi xấu như vậy đâu có thể dung túng chứ. Anh không cần năn nỉ. Mặc dù mì của anh nấu thì là ngon, nhưng cũng không cho phép thông cảm. Nếu là vậy, tôi cũng không thông cảm. Không biết hiệu trưởng thấy cô hút thuốc có phản ứng gì hả? Anh quay hồi nào vậy? Cô hút lúc nào thì tôi quay lúc đó. Sao kỳ vậy? Anh thật là bị ổi. Hèn chi Phan Thừa Long học hết của anh. Em đánh người ta không phải học cho ba đâu. Tại ba đi nó đánh em mới đánh lại mà thôi. Ba đứa. Ba đứa đánh mình còn hả? Dạ phải, Trần Chiên Quang, Bành Quệ Liên, Lý Siêu Quê cùng đánh con. Tụi nó cần nói con không có bà má, không ai chèm, là thằng ăn xin. Bộ tụi nó có bà má hay lo lắm sao? Nghe rồi chứ gì? Kẻ bị đánh phải ghi lỗi. Xin hỏi ba đứa đánh người ta phải ghi lỗi gì đi? Tôi sẽ điều tra câu chuyện. Tôi biết chị Hẳn hoàn toàn là lỗi tại nó. Anh đừng có quỳ hiếp tôi, đưa cô mặt cho tôi. Cô thích thì cất giữ đi, hấp dẫn lắm. Nếu không có chuyện gì tôi xin phép nha. Mình về. À phải, tôi muốn hỏi, làm cô giáo có cho phép hút thuốc hay không? Chị, cô giáo không có thời gian riêng tư hay sao? Cảm ơn ba. Ờ. Nãy giờ con thấy hãnh diện lắm. Ba, ba có
con đoán đi. Đi đi. Làm gì cứ cười khờ không hả? Con cũng có ta. Nè, cầm đi. Cảm ơn ba nha. Giang Lạc Ngôn. Người đẹp. Tránh ra đi. Giang Lạc Ngôn. Đây là cô mang phiên bạch thun đó. Anh nói ngoài hình thuốc thuốc. Mau được cho tôi. Tôi lấy đạn cuốn thôi. Có hay không? Có hay không? Vậy anh có quay thuốc thuốc hay không? Trong này làm gì có máy quay phim. Vậy là anh chơi tôi rồi. Chết mẹ. Đừng chửi nha. Ngồi xuống đi. Ok, tôi bỏ qua. Muốn ăn gì đây? Tối nay tôi đãi. Chỉ có tối nay thôi à? Sợ đêm nào tôi đãi cũng đêm đãi hết. Vậy mới nghe được. Lo làm việc đi. Có xin nghe hả? Thiệu Long, có người rước em về sao? Giang Khâm. Hay là cô đưa em về nha? Giang Khâm cần em biết đường về nhà mà. Không có sao, tiện đường thôi, đi. Dạ. 50 đồng. Cháu về rồi, bao cháu đâu? Trên lầu. Có cần giá nhiều vậy hay không? Mấy đứa nhỏ nó thích mà. Ờ, là cô hả? Đưa nó về đó à, cảm ơn. Không gì. Con đã nói với cô mâm không cần đưa con về. Nhưng mà con nói là có tiện đường. Tiện đường thôi mà. Tôi kế bên đường thôi. Ê, đẹp không? Đẹp không hả? Đẹp. Nè, mua cho con đó. Còn nữa, cái ba lô mới của con đã rách rồi. Đổi mới đi. Cởi ra đổi mới đi nha. Nè, cởi ra đi. Ây da, cái ba lô của con nặng quá à. Sao có tiền nhiều vậy? Lấy ở đâu đó? Cháu lấy dưới nhà, đừng đánh cháu nha. Ai đã đánh con? Đừng ra đây con đánh bà đó. Ai kêu mấy người lớn tới nhà cứ lo làm. Con đói bụng không ai đếm xỉa. Cho nên con lấy sẵn tiền tự mình lo lấy. Không cần mấy người lớn đưa con tới chỗ này chỗ kia. Ai thường đánh con vậy? Bà con, anh na gì ban ngày cũng thường đánh. Con có biết cái búa không nên sử dụng 13 hay không? Hay là gì? Mình hứa với nhau. Hứa với bà sau này không ăn cắp tiền nữa. Cấm đánh người ta. Nè. Ngéo tay trời. Không được nước lời ba nói đó. Con cũng hứa rồi đó nha. Ê, thế này mới đẹp trai quá ha. Cảm ơn ba. Cho thêm một ly nữa. Cảm ơn. Ăn rồi chưa? Rồi. Tôi dẫn giùm cô. Cảm ơn. Đêm nào cô cũng xin như vậy. Ở lại sửa bài hả? Phải. Mong à, cái ly này là ly gì vậy? Em ngoan ngoãn là vậy xong cô để em uống nước ha. Dạ. Thằng quỷ này. Qua đây. Ngồi xuống làm bài đi. Ê, tôi đã nói rồi. Nó ở đây mà. Sao kỳ vậy, không chịu mở phone? Chuyện gì? Tối nay đi nhảy nhờ? Thôi không đi. Có thiệt không đây? Tôi mời cô đi nhảy cho sướng mà cô không chịu. Ở đây dạy kèm thằng nhỏ. Học chơi trò tình thương hả? Nguyện danh lắm hay sao? Làm ơn tránh ra đi. Làm bộ kìa. Làm gì kỳ vậy? Con nít quan hiếp. Long à, theo cô qua đi. Nhỏ đó dưỡng mặt quá vậy? Cho nó thêm một viên thuốc bảo đảm theo mày ngay. Đừng nhờ bạn của em đó. Chị, em cũng uống nhiều rồi mà sao không thấy em chết? Chị không. Cô mong. Lúc nãy là lỗi của tôi. Ly nước này xin lỗi nha. Bài đó, để xuống đó đi. Uống đi, uống đi. Đấy. Wow, con nít mà lộn xộn mày. Đánh chết cha mày giờ. Chết mày. Nè anh bạn, anh lại đi. Nó là thằng con của tôi. Con của anh hả? Ở xin lỗi nha. Cô tên đập mày không đi. Buông ra đi, buông ra đi, tôi dẫn chơi thôi, tôi dẫn chơi thôi à. Buông ra đi, ai da. Đánh
Lần này tôi bỏ qua. Cút mau đi. Sau này đừng có tới phá nha. Sao hả? Có sao không? Đau không vậy? Không sao, ba. Ba nói ba cấm đánh người nếu mà. À nè nè nè. Ba cháu không phải đánh người đâu. Ba cấm người ta đánh con thôi, nghe chưa? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Nó đã uống ly nước của tôi. Đâu có sao, cũng ngon lắm chứ. Không phải, hai thằng hồi nãy đã bỏ thuốc vô trống rồi. Ờ. Tôi nghĩ chắc không có gì đâu. Thường thường nhà chú ngày gì cũng tỉnh bơ. Đừng có nói. Lắm à. Đây 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 đi bệnh viện. Hà Long, tôi đi nhanh. Hà Long, bên ngoài có cả đám người tới. Giờ đây, đây 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 đây. Tôi đưa đi bệnh viện giùm tôi. Được. Cứ sao, cứ sao. Biết sợ rồi hả? Sao đánh anh em của tao? Anh phải nói tại sao đánh con của tôi. Tao thích á. Chắc là thằng tóc vàng cũ lâu đi. Thằng này giống cây dính lâu. Tao là thằng Tam Minh cũ lâu đi. Thằng nào dám tới phá anh Long hả? Tụi tao là quán cà phê cũ lâu đi. Đi kìa đi quay. Đi kìa, nguy rồi. Chuyện gì? Alo, anh Hoàng thằng cậu đây. Alo, Cổ Dương Long đã thở còi rồi. Cổ Dương Long tập hợp cả trăm người lần đó. Què nè mà không biết chuyện. Cổ Dương Long thở còi đi lịa. Cả trăm người sẽ đủ đồ nghề đó. Alo, alo chị Hồng hả? Trên show đi. Tối nay Cổ Dương Long xích tộc lắm. Còn chưa tối tôi với cả trăm người đã tập hợp ở quán cà phê Cửu Long rồi. Xin lỗi cái gì đây ca? Tôi dẫn hai thằng em út tới xin lỗi anh Long thôi. Xin lỗi anh Long đi. Dạ, lỗi anh Long. May là cho người dừng ở đây thôi. Em bắt được tin là tới ngày. Chúng tôi cũng vậy. Đúng rồi đại ca, cho tụi em theo anh đi. Đúng rồi anh Long, cho tụi em theo đi. Đúng. Theo cái gì? Theo cái gì? Tôi đã quyết định không thay đổi đâu. Cái gì vậy? Thằng Long sao hả? Anh Long, nó không sao, đang kiểm tra. Anh không sao chứ? Không sao. Anh Long, chờ tôi qua đây. Chuyện gì? Xin lỗi, tôi không ngờ họ đặc biệt như vậy. Tôi chỉ quen với hai đứa bạn gái. Mấy đứa con trai tôi không có quen, tin tôi đi. Bình thường hay uống thuốc à? Không có, không có, tôi không có uống mà. Tôi chỉ thích nhảy thôi. Bỏ đi, tôi còn nhỏ mà. Nhỏ? Tôi đã 20 tuổi rồi. 20 tuổi có thể dạy học sao? Sao lại không được? Đằng nào em cũng là học sinh của ưu tú tốt nghiệp sư phạm mà. Dạy học thì cũng hay chứ. Một năm được nghỉ 90 ngày. Nghỉ nhiều như vậy để làm gì? Làm gì hả? Thì đi chơi. Đi chơi. Nhưng mà cũng hay. Làm người như cô cũng vui vẻ lắm, không có gì phải lo. Đúng rồi, tôi không có gì phiền hết. Làm người giản dị không có tốt hay sao? Tôi chỉ làm những gì mà tôi thích làm thôi. Tóm lại không hại ai là xong. Tôi cho anh biết, người nhà gọi tôi là cái con hồ đồ. Nhưng mà anh đừng có cho người ta biết nha. Cái con hồ đồ. Sau này anh có cấm tôi tới nhà ăn cơm hay không? Không đâu, đâu có. Nó không có gì, đang kiểm tra ở trọng. Cô là ai? Tôi là chủ nhiệm lớp của nó. Cô chỉ muốn nói với anh. Tới thăm thằng con hả? Tới kiếm anh. Em nhờ Quả Sơn lấy số hàng 15 triệu dưới tên anh và em. Em đã trả tiền cho anh rồi. Anh tập hợp bọn người của anh coi cửa, làm lại từ đầu. Tối nay anh xếp xong quá,
Chưa thổi tôi quyết đã có cả trăm người tới. Thiên hạ đang chờ anh đứng ra phất cờ. Em điên rồi hả? Mình đã bao nhiêu tuổi rồi, con cũng có rồi. Tại sao hôm nay thằng con nằm nhà thương? Chính vì đủ thuốc. Em tên bụi đời lắm. Bây giờ lo cho thằng nhỏ. Nó không phải là thằng nhỏ. Nó là con của mình. Anh đã từng làm con của ba anh. Mình làm tròn trách nhiệm của mình có được không? Vậy còn em, anh có nghĩ qua phải làm sao hay không? Cái ngày anh đi, anh nhớ em ở trong nhà cậu. Em như bà điên, đi hỏi cùng hết. Đi chỗ nào thấy Lan làm cái gì? Em thịt ghét anh. Mà em cũng ghét em nữa. Em không biết tại sao. Em làm lỗi gì sao lại bỏ em? Anh sợ em có nguy hiểm. Vì vậy không cho em đi theo. Vậy là anh quan tâm cho em. Còn bây giờ, không lên tiếng, tức là vẫn như xưa. Lỗi tại anh. Lúc bây giờ anh sai lầm. Nhưng anh không muốn em đem thù hận đổ lên đầu thằng con. Tối ngày cái thằng con của mình. Thằng con của mình là ai? Thằng Long là con của mình chứ ai nữa. Anh thù gì tới anh? Lặp lại lần nữa. Nó là con của em thôi. Phạm Thiệu Long nó không phải là con anh. Em nói thiệt. Nó không phải là con của anh. Em cũng mong muốn nó là của anh. Em không ghét thằng con đâu. Em cũng muốn thương nó lắm. Nhưng thực tình em làm không nổi. Mỗi lần em thấy nó, em rất đau lòng. Bởi vì em suy nghĩ tới anh. Thưa bác sĩ, nó không sao chứ? Không sao. Trời xanh anh lập cái ngày này. Bất cứ giá nào, em cũng phải đi chung với anh, tạo ra tiếng tăm trong giang hồ. Bây giờ không còn nữa. Bây giờ đừng gây thêm lộn xộn nữa. Đưa cô về nhà nha. Không cần, nhà tôi kế bên đường thôi mà. Gần cho nên mới đưa, đi mau. Ở đâu vậy? Biết rồi, tới ngay mà. Phải, thằng con của anh cũng rất là ngoan. Con tôi phải hơn. Anh ly dị lâu rồi hả? Ly dị? Không, không có ly dị. Bởi vì trên căn bản tôi còn chưa kết hôn. Anh chưa kết hôn? Bộ thể đó tình hình chưa cưới đã có con xong. Thật ra tôi cảm thấy hạng người như anh thì là mạnh dạn lắm. Cô biết tôi là hạng người gì sao? Biết chứ sao không. Theo họ nói, lãng tử biết đường về bến thiệt là hiếm lắm. Tôi muốn hỏi cô, thí dụ có một thứ gì cô chưa bao giờ dám mong muốn, đột nhiên cho cô thích và thấy vui, trong lúc cô thấy vui đột nhiên lại biến mất, cô sẽ làm sao? Ý của anh là tình yêu? Không phải, là lô tô. Chê, là lô tô. Tùy duyên đi. Có chuyện này phải tùy hên xui. Nhưng mà tình yêu thì khác. Gặp được người lý tưởng, mình không có chịu tranh thủ, cơ hội sẽ biến mất. Cho nên tình yêu và lô tô hoàn toàn khác hẳn. Chị Hồng à. Nè, tôi đừng có chơi nữa. Thằng Quá Sơn không dễ dãi đâu. Hay là về với hoàng tử đi. Tôi chính là muốn chơi Quả Sơn. Chơi càng ác liệt thì càng hay. Tôi có chuyện gì đi kiếm Cửu Văn Long giúp tôi, chắc chắn sẽ giúp tôi. Ê, anh không tới làm sao? Chắc chắn là sẽ tới. Tôi chính là muốn nhìn thấy Cửu Văn Long hồi xưa. Chị Hồng, lo là chị không tới nữa. Ngồi đi. Nè, năm 86 có gì không? Chúng tôi hợp tác lâu rồi,
lúc nào cũng rõ ràng mà. Hàng thì chị đã nhận rồi, nhưng mà tôi chưa có nhận được đồng xu nào hết. Đừng có chơi tôi nha. Đúng rồi, tôi chơi anh không nổi thì sao? Chị Hồng, chị đừng có ý là có hoàng tử chống lưng cho chị nha. Tôi cần gì phải ý hoàng tử? Tôi và anh em của tôi tốt anh không nổi sao? Thằng que hả? Tưởng tôi là thằng ngốc à? Tôi nói cho chị biết, nếu mà không thanh toán số tiền thì đừng trách tôi không nể mặt. Ok, cứ coi như là tôi không nể anh đi. Chị Hồng, đi trước đi. Chạy trước đi mà. Chị Hồng, đàn anh của tôi Quả Sơn muốn mời chị về ngồi chơi. Ok. Tránh ra. Đi mau đi. Chị Hồng, mời. Muốn ăn thử mì thịt bò cà chua trước danh của chúng tôi hay không? Cho một tô. Ok, có liền. Chào cô, xin hỏi ăn gì? Một tô mì thịt bò. Đúng là đàn bà. Cảm ơn. Đàn bà. Ê cô, mong cô làm gì vậy? Không, tối nay mình sang tặng bánh lụa mà. Ờ. Tặng cho anh nè. Wow, tôi sống từ xưa tới nay lần đầu tiên nhận quà như vậy. Anh già lắm hay sao? 32 tuổi. Anh lớn hơn tôi 12 tuổi, hơn một con giáp rồi. Cô mâm cô làm rớt cái gì kìa? Giờ sao? Đâu có. Cô lại cái đưa có cơ ra rồi. Tôi đã làm việc nha. Kiếm ai vậy? Chờ chút nha. Anh Long, điện thoại. Alo. Anh Long, Hồng Ma Cao đang ở trong tay của tôi. Tôi không biết là hai người giở trò gì. Nếu muốn mua hàng của tôi, được thì là 15 triệu. Nếu như không thì trả hàng lại cho tôi. Hàng gì đây, anh là ai? Đừng có làm bộ nữa, tao là Quả Sơn đi. Nói cho anh biết ngày mai nếu mà còn chưa thấy hàng, dù là anh em cũng vậy thôi. Chuyện gì vậy? Thằng Quả Sơn. Xin hỏi anh Long có đây không? Tôi đây, có chuyện gì? Anh Long, tôi là Jojo, tôi là phụ tá của chị Hồng. Chị đang bị Quả Sơn bắt cóc, anh mau đi cứu chị đi. Cứu cổ? Chị có tình không trả tiền, không ngoài muốn anh lộ mặt. Vậy món hàng đó đâu? Tôi không biết. Thiệt đó, anh không đi cứu chị sẽ chết ngay. Chị Hồng đã nói với tôi, anh chắc chắn sẽ cứu chị. Kiếm tôi hả? Cửu Nhân Long. Cứ nói chuyện bình thường đi, tôi hiểu mà. Cũng được, anh cứ nói giọng của anh đi, tôi biết nghe. Cho nó ly rượu. Cảm ơn. Quả Sơn đã bắt cóc Helen. Bây giờ cổ đã lấy một số hàng 15 triệu. Tôi biết, tôi cũng biết chuyện ngày xưa của hai người. Chuyện ngày xưa đã qua rồi. Tôi chỉ muốn thông báo cho ông đi cứu cổ. Nghe nói anh cũng có thớ lắm mà. Sao anh không đi cứu nó đi? Bởi vì anh mới là đàn ông trong mắt của nó. Tôi không phải.
Huống chi tôi chưa đủ sức. Để tôi suy nghĩ. Cáo từ. Kỹ càng cho hết nha. Quả sư, tôi tới dẫn Hùng Mai Cao gì? Được. Tiền đâu? Hàng đâu? Thằng hoàng tử này anh không tin hả? Số tiền lớn quá, không có gì nắm trong tay. Nếu là anh thì anh cũng đâu có tin. $7.500.000 đi. Phần nửa còn lại tối mai anh sẽ nhận được. Anh không giao nó cho tôi, tôi làm sao mà kiếm lại số hàng đó cho anh đi. Tạm tin anh. Ngày mai anh đem hàng tới, tôi sẽ trả chi phí lại cho anh. Đại ca.